đâu rồi. Đây mọi người, thì mọi người đi làm thì là mọi người tuyệt đối không nào không nào làm theo anh em nhá. Ui giời, ui giời ơi. Đúng không? Ác chưa? Ui ui. Béo béo ác không chưa? Đấy. À. Xin chào mọi người nhá. Thì hiện tại là anh em mình đang đi theo một anh thanh niên ấy gọi là đang đi kích cá mà gặp rắn và rất là nhiều luôn, không biết là nó đã cắn chưa. Có đâu. Ui giời ơi, nhiều anh ơi. Đâu. Rồi ra đây. Đây một con à. Ôi hai con này. Hai con à. Anh Hữu ơi, Hữu cây kìa. Chỗ này em thấy có một con nó rung rung hay sao ấy. Ui. Ui. Dã man thế nhỉ. Đây nha mọi người, thì anh ấy nói là rất là nhiều rắn luôn. Đây. Đâu ra nào. Con. Ui đây. Đâu rồi Để cho nó nằm ở đấy đi. Đây nha mọi người. Ôi con này nó bành à. Rồi, bình tĩnh. Đây này con này nó nhanh này. Ui giời. Ui cái nhiều chưa. Ui giời. Đây con nữa đấy. Này, ui con này này, ui này. Đây, ui kinh nhạy, ui giời. Ok. Ai con kia nó chạy kìa. Không chạy được, ra ngoài đấy. Ui kinh nhạy, nhìn nè. Đây con này nó cả. Anh ơi kìa. Nó bỏ hết rồi kìa. Rắn đẹp này, trắng tinh luôn. Điều dã man thế nhỉ. Ok, đây. Nó bỏ đấy đây này. Kia còn một con nó nhảy lên đường rồi, nhảy đường thôi kìa. Đây mọi người, toàn rắn bạch tạng thôi nhá. Đây đáng tinh luôn này. Ui giời, dã man thế nhỉ. Đi đâu mà ở hổ mang hoang. Ui giời ơi, này ui nhiệt thế này. Ui rồi kinh dị luôn. Tự nhiên vừa em đang ngồi đây có một con nó rời từ cái cành cây đấy làm cái bộ phát ngay gần đầu. Thế là em ra đây. Thế là nhìn ra đây này, bọn nó nằm một đống ở đây này. Ui dã man ơi. Kìa nó chạy kìa. Ui nó nhảy. Dã quá, dã man luôn ấy. Toàn là trái tinh cơ đây. Quá đẹp ơi. Anh em túm toàn thằng đột biến ấy. Túm cái đuôi vào cho này. Ui ơi. Em ở ở đây là có hay gặp cái loại này không, mà sao ở đây nhiều cái rắn này thế nhỉ? Em chưa gặp rắn này bao giờ luôn. Chưa gặp luôn á? Đây là vừa em đi kích với ông xã em còn đang ở trên kia à. Đây số cá đây. Đây là mọi người, thanh niên đây này. Đi kích cá này. Đây vừa đúng đang ngồi mô đất này, cái con rắn nó nằm ở đây làm cái bồm đất này, nó chạy ở đây. Ui kinh nhỉ. Tiếp chưa? À. Trắng tinh luôn. Đây. Chạy kia. Nếu mà cái con này thì nó còn ấy này nhỉ. Mấy con này nó trắng nhỉ. Trắng tinh nhỉ. Kinh quá, như này nó quá là nhiều luôn đấy anh nhỉ. Anh Hương ơi, anh chạy ra kia đi. Đấy là anh cầm mấy con này vất con này đây. Chạy ra kia lấy cái túi đi. Đây là một người này. Đây nó đang bò đầy đây này. Bây giờ là anh em sẽ sáng cho. Sáng ở đây vui mà. Ui nhiều thế. Anh Hương, đây này. Nó đầy đây này. Bắt đi, bắt dần vào đi. Con này khổ mang
nhỉ? Ừ, dã man nhỉ. Ui anh ơi, anh ơi. Đây này 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 này. Đây này, trong đây nó có động này. Em ơi, em trông trông hai con này này. Đâu rồi? Đâu? Đây này, đây đây. Nó động đấy. Cây đâu? Kia cây kìa. Đây. Nó đây này. Trong đây. Có áo. Đâu ra? Đây phía đây. Ui này. Ui ui đây. Nhìn này, đây nha mọi người, nhìn nó bò này, để đâu, đầu ra ra mấy đâu rồi. Đây này, nó này. Ui giời, bắn bạch tạng rồi nha, trắng tinh luôn. Ui dạ mà thế, đây đâu rồi. Đây mọi người, thì mọi người đi làm thì là mọi người tuyệt đối tránh xa cái dòng rắn này nhá. Đâu mình không chú ý, không nhìn thấy luôn này. Đấy, bây giờ nếu mà nó không cựa quả nào mình không bắt được đâu. Đây ơi, đây anh, túm lại luôn đi. Ui giời. Đây nhá, tinh luôn kìa. Đây là hàng hổ mang bạch tạng nha mọi người, trắng xóa luôn anh em. To nó ra ngoài này nào. Đâu rồi? Ui, dã man thế này. Đúng dòng hổ mang luôn đây. Đây mọi người, thì anh em mình bắt được 6 con hổ mang nhá. Này, ui giời. Đẹp nhỉ. Ui dã man thế nhỉ. Em ơi, yêu hoa văn đằng sau nó đẹp lắm. Này đâu xem. Cứ hồng. Này, ui cuốn nhá. Đây à. Rồi. Đây mọi người. Đây là hổ mang bạch tạng nhá. Này nhìn này. Gì dã man thế nhỉ? Nhìn những con rắn này sống ở bên Thái Lan bọn nó hay ấy nhỉ? Ừ, đây này. Xem ở trên YouTube đấy bọn Thái Lan nó hay. Đây này. Con hổ mang mà này. Ui giời. Ui sợi ơi. Kinh thế nhỉ? Nhảnh ơi. Nhảnh. Ơi toàn nhỡ nhỉ? Ừ, toàn màu khác nhau nữa chứ. Dã man luôn đấy. Như trứng bóc luôn. Ừ, thế nào hôm nay anh em mình lại bắt được 6 con hổ mang bạch tạng nhá. 6 con luôn. Đấy, ui. Đây mọi người tuyệt đối không nào làm theo anh em mình nhá. Ui giời ui. Nó mổ. Ác chưa? Ui. Béo ác không chưa? Đấy. Đây này. Đây nhìn này, hổ mang nhá. Rồi, ui giời ơi. Dã man nhỉ. Con này thì nó nhỏ, nó cắn chết người ấy, nên là em ơi con này thì để tí nữa mà anh mang lên trên núi bọn anh thả nó đi luôn. Ừ, không là đến lúc mà nó ra làm đây rất là nhiều người ta đi làm đồng ở đây nhá. À, ui dù ơi. Kinh nhỉ. Yêu ơi, sao cái màu của mấy con này đẹp. Anh ơi cho con đấy vào túi đi. Con kia mới trắng nhỉ. Yêu nhiều nhỉ. Con 6 con hổ mang nhá. Đây bây giờ anh em sẽ cho hết vào, xong bắt đầu là sẽ quay lại ở cái đống này tìm xem là liệu sẽ có được thêm con nào. Sao bọn anh không mang đem đi bán? Ui cái con nhỏ này bán thì em. Ai mua? Con mình rắn này nó nhiều, nó ra như dạ. Ui sao con này nó đẹp nhỉ? Nào. Quá đẹp luôn. Đây cho mọi người, con này thì là nó có trứng hay sao ấy, bụng ấy. Ờ. Là nhìn này trông kinh chưa? Ui giời ơi. Cho trong túi đi anh. Ok nha mọi người, thì bây giờ anh em sẽ kết thúc video này để tiếp tục là lần ở trong cái đống này xem còn nữa không. Thì mọi người đón xem clip tiếp theo anh em nhá. Xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.